Thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa để tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Mến chào anh Lợi ơi. Rồi, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên với anh ngày hôm nay. Thì tiếp tục hôm nay em cũng làm cái clip này để giao lưu với bà con, gồm có một số mặt hàng nha, cũng đa dạng và nhiều loại nha, để giao lưu qua số điện thoại của em là 0772 877278 nha. Thì hôm nay vô là mã số 1G nha bà con. Mã số 1G là một cây ổi tím siêu trái nha. Ổi tím này ổi cho là lá chung nha bà con, cây đã vô dây chỉnh sửa rồi nha. Đây bonsai mini trái ở đây, trái màu tím ruột tím luôn nha. Chiều cao này của nó là 26, tán lá rộng là 29 nha. Thân thì vẫn là nhỏ hơn tốt của em luôn. Đây, đây là hàng thường chậu, đây thì một cây giống thôi, về nó trái rất là sai rồi con mình chơi mini để bàn rất là đẹp nha. Bông trái quanh năm. Rồi mã số 1 cây này để giao lưu với bà con với giá là 250.000 đồng thôi nha, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã thứ 2G nha, đây đang cho nụ và đậu trái rồi nha bà con. Đây, chiều cao của nó là 23, tán lá rộng là 43 nha. Đây nụ ở đây, đây nụ chụp chùm nha bà con, đang đậu lên nha. Răng thì cũng ăn tốt trở lại thôi nha. Rồi giá cũng 250.000 thôi. Đây, giá rất là hữu nghị vì dạy chơi cho mình luôn. Đây xíu rồi, cho nhìn thấy cái phong trắng rồi. Đến với mã là thứ 3G. Đây một cây linh sam song hình nha. Cây này dáng chỉnh bonsai người ta đã sửa chi cầm đều hết cho mình rồi, ấm bệnh rồi nha. Đây về là mình chỉ mình nuôi chắc thể mình chơi thôi, mình xử lý qua mình chơi thôi nha. Rồi chiều cao của nó là 26 nha, tán lá rộng là 56. Đây hoành thân mẹ em đo là 27. Đây thân đặc luôn nha bà con, cây cũng rễ luôn nha. Đây cây là tay tay chi là ấm bệnh hết rồi. Đây được xương trong đây. Đây rất có duyên nha. Mã số 3G. Đây cây này giao lưu bà con 1.200.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Tay chi tàn đã ấm bệnh luôn nha. Rồi đến cái mã 4G là một cây kim quýt. Đây kim quýt tàn cũng đã ấm bệnh luôn. Đây lập tàn nó đều hết rồi. Đây gần rất có duyên nha, dáng bay. Chiều cao của nó là 32, tán lá rộng là 52 nha. Rồi hoành thân này em đo vị trí này là 12. Hoành 12. Đây hoành này 12 nha. Cây dáng bay rất là đẹp nha bà con. Đây dựng xương nó lấp trong đây. Đây tàn thay chi đều ấm bệnh tốt tàn hết nha. Rất là già cây nha bà con, kim quýt thì rất là già nha, rất là lâu lớn. Rồi giá 900.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Đây đến với mã thứ 5G nha. Một cây linh sam song hình nữa nha. Đây tay chi tàn ấm bệnh rất đẹp luôn nha bà con. Sam song hình này là củ đế đều to hết nha bà con. Chiều cao của nó là 38 nha, tán rộng là 58. Đây hoành đặc này em đo thì sát thổ rễ luôn 27. Đây đặt bài của nó đây, tay ở đây nha bà con. Dán bài này. Này là dây nó đã siết chặt rồi, về mình bấm dây nhôm thôi nha. Đây nó đâm luôn một đợt qua nó là tiếp hết trơn cái cây mình dòm mình dùng rất là đẹp nha bà con. Rồi giá cũng 1.200.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến với mã là 6G cũng là cây linh sam song thân luôn. Đây cái này có dáng lắc rất đẹp nha. Nói cái này đều xanh, củ nó to hết trơn nha bà con. Củ rất là to nha. Chiều cao là 32, tán rộng là 60. Đây tay chi đã sửa hoàn thiện hết rồi. Hoành này là 25, 26 yếu tính 25 nha. Đây, thân hình nó co lắc luôn. Đẹp nha. Mã 6G. 6G. Rồi giá 1 triệu đồng bao ship toàn quốc bao gồm chậu cho mình luôn. Rồi đến mã 7G. Đây, một cây cần thân dán lắc mini để bàn luôn. Cây nhìn cũng khá là nghệ thuật nha bà con. Chiều cao của nó là 40, tán rộng là 37 nha. Đây, rất đẹp. Hoành này em đo là 10. Đây, củ đế đây. Cây thân to lắc lượng luôn nha, rất là quá nha. Cây hàng từng chậu. Đây cây này giao lưu bà con có giá là 350.000 thôi. Đây 350.000 bao ship toàn quốc luôn nha, giá hữu nghị luôn. Rồi đến với mã số 8G nha. Đây một cây tùng dạng niên hàng từng chậu luôn. Đây hàng này mình để cùng khách mặt bằng làm việc trong nhà vẫn mát vẫn được nha. Đây chiều cao của nó là 29, tán rộng là 35. Đây loại này bà con mình chơi là không thể trong nhà vẫn tốt nha. Hoành của nó là 6 thôi. Mã 8G. 8G nha. Đây cây để bàn. Giá là cũng chỉ 300.000 bao ship cho mình luôn. Rồi đến với mã 9G. Đây 9G là một cây tùng ổ cây sam hương Đài Loan. Sam hương Đài Loan thì có mùi vị hương thơm nha bà con mình đụng vào cũng hương thơm nha. Bông thì màu trắng, bông chùm rất là đẹp nha. Đây em đứng ngồi gần đây là cũng có bay mùi hương thơm ra rồi nha.
sâm hương Đài Loan là đúng cái mùi hương thơm, mới có mùi hương thơm mới gọi là sâm hương Đài Loan nha bà con. Cái này thì có dáng bài lùng lực rất là đẹp, chiều cao của nó là 28, tán rộng là 49 nha. Đây. Còn này em đo của nó là 19, cây là đế chạy đều 24 giờ luôn, rất là đều nha. Đây mã 9G, 1.400.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn, bao gầm chậu cho mình luôn. Rồi tiếp theo, đây tiếp theo là mã số 10G nha, một cây mai chiếu thủy. Đây mai chiếu thủy nâu nha, lá lớn, đây nó nâu toàn căng hết luôn nha bà con. Chiều cao của nó nha là 52. Đây thân này em đo là 26 nha, 26 nha bà con. Đây cây này có một cái lỗi nữa đây nha, con xem kỹ với mình đây, nhưng mà bảo đảm sống tốt khỏe cho mình luôn. Đây nó hơi bọng hay là đây, sao nó hơi lũa trong cái trần, bị lũa thôi, lũa âm thân xíu trong nha, không sao, bảo đảm cho mình cây sống tốt khỏe yên tâm nha. Đây giá cũng rất là hữu nghị, rất mềm luôn nha bà con, giá chỉ là 400.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn. 400.000 đồng, cây khá là to. Đây. Rồi đến với mã 11G nha, đây cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu, nu luôn, nu lá lớn nha bà con. Đây nó nu cục cục hết trơn, thành từ điều thân hết trơn luôn nha. Đây cây này bộ đế khá đẹp, cây này là liền lạc không hề bị lỗi nha, cây nào có lỗi thì em sẽ báo cho bà con biết. Chiều cao của nó là 58, thân này em đo là 27 yếu xíu nha, tính 26 đi anh. Đây 26 đi. Rồi hoành củ của nó là 115 củ đế nha, củ 1 mét, đế rất là đều. Đây đế rất khủng và đẹp nha bà con. Đây giá là 700.000 đồng, bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mã 11 giờ giao lưu 700.000 đồng, khá đẹp nha. Rồi đến với mã 12G nha, cũng là một cây mai chiếu thủy luôn. Đây mai chiếu thủy lá lớn, nụ lá lớn nha. Đây mấy cái này đều nồi đế rất là khủng, cái này cũng liều liền lạc luôn, không hề bị thẹo dứt luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 52. Đây thân này em đo trên đây đi là 21 nha, tổng bình đế của nó là 105, tính 1 mét nha anh. Đây cái này bà con mình về nuôi tương lai nha, nồi đế rất đẹp nha bà con, nha. Đây, rất là đều luôn, rất sổ luôn. Rồi, cái này giao lưu bà con có giá là chỉ 800 ngàn thôi nha. 800 ngàn. Đây, cây rất là to, giá 800 ngàn đồng, bao ship cho bà con mình luôn, rất là dễ chơi. 13 rồi, đến với mã là 13G nha, cây sam lưng sam trắng nha. Đây, ta đã vô dây chỉnh sửa hết cho mình. Cái này phơm tàn rất là lớn nha bà con. Cây này bông đang lên rất là đẹp nha bà con. Đây, giống như là một tiết luôn. Chiều cao của nó là 50. Cái tàn rộng nhất của nó là 110 luôn nha. Gộ cả cây rồi nha bà con. Đây đang lên bông gộ luôn, có nụ luôn. Hoa chùm luôn, hoa rất là lớn. Cái này thì hoa một to. Gốc mà tam tập pha ba thân, tam tài nha. Gốc của nó khoảng 110 thôi. Đây một thân nó khoảng bằng ngón tay của em thôi nha. Rễ thì nó rất là mạnh, tới bầu luôn. Đây bông nó chùm chùm rất là đẹp nha bà con. Rất là đẹp, hàng ghim nha bà con. Mình có thể về mình lấy, mình ghép qua những cái dòng linh sam khác của mình. Lấy giống mình làm bo, mình ghép qua mấy loại sam khác nha. Màu trắng nó rất là đẹp nha bà con. Đây, hàng trắng này cũng hết chứ không có số lượng nhiều nha. Giá bao phí ship là bao nhiêu anh? Cái này bao ship cho bà con mình luôn nha, có giá là 450.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha. Giá quá hữu nghị luôn bà con ơi. Đây 450.000 thôi. Rồi đến với mã 14G. Đây cái này là nụ nó đang lên trắng cây, bông thì nó đang nở lên gai thôi, nhưng mà nụ nó còn rất là dày. Linh sam thì dễ xử lý hoa. Đây, đó bông rất đẹp nha, hoa ra quanh năm nha bà con. Chiều cao của nó là 35, chiều đổ là 78 nha, tán ngang là 60. Đây cây dầm rất là có duyên nha, loạt vàng ngắm bệnh hết rồi. Đây bông đang lên, bông đang trắng luôn, thân này của nó khoảng 7 thôi. Đây tốt thân khoảng 7 thôi nha. Đây còn vàng xương bên dưới đó, đây mình xem kỹ với mình. Đây rất đẹp luôn nha, mã số 14G, rồi giá 350.000 thôi. Đây, giá hữu nghị cho bà con mình luôn, rất là dễ chơi. Đây đến với mã 15G nha, cũng là cây lưng sam trắng luôn, bông đang lên trắng hết cây luôn nha. Cây này ghim hay ghép anh? Cây này là ghép nha bà con. Đây ghép gốc sông hình. Đây bông màu trắng nè bà con, nhìn kỹ ra. Rộn nha bà con. Đây cái này là trắng bạch luôn nha. Đây màu trắng bạch luôn. Đem quay mắt ghép cho bà con mình xem kỹ nha. Khá là thuần chiều nha. Chiều cao là 52. Thuần mắt ghép lắm rồi. Tán rộng của nó là 65 nha. Thân này em đo là khoảng 15 thôi. Đây 16. Đây 16 nha bà con. Này củ đế nó đây rất là khủng luôn. Đế 45. Đế nôm. Đế rất đẹp nha. Cái nơm rất là đều luôn. Đây cây này dáng nghệ thuật rất đẹp nha bà con. Rồi giá chỉ là 800.000 thôi, bao ship toàn quốc luôn, mã số 15G.
Đây giá rất hữu nghị luôn, cây bên xăm trắng nha. Rồi đến với mã 16G là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Đây nu gò công nu đột biến nha bà con. Nu là đều thân hết trơn luôn, bà con xem kỹ đây. Cái này là người ta đã vô hết một phân dây sẵn cho mình nè. Về mình nuôi mình chơi thôi. Chiều cao của nó là 46, tán lá rộng là 49 nha. Bộ để chải nha bà con. Đây đấy là đều luôn. Hoành này là 20. Đây nó nu đều thân hết trơn luôn nha bà con. Đây tay chi cũng đó trơn trên dây rồi nha. À, có vô phân sẵn cho mình là về mình nuôi thời gian mình chơi thôi. 16G. Đây rất là đẹp luôn. Cái này giao lưu bà con giá là 700.000 thôi nha, em bao ship toàn quốc luôn. Đây giá hữu nghị cho mình luôn. Đến với mã 15G là một cây sứ nha. 17G anh ơi. 17G nha bà con. Đây sứ này sứ sứ trắng nha bà con, sứ ghép sứ Thái nha. Này là bông cánh kép nha. Bông rất là to. Này là nụ về cho nhà mình bà con mình chân luôn. Chiều cao 45. Tán rộng 38 nha. Vành cũ em đo là 48. Đây một cái sứ cũ rất là đẹp nha bà con. 17G nha bà con. Rồi, giá 250.000 đồng bao ship cho mình luôn. Rồi, tiếp theo mã thứ 18 cũng là một cây sứ luôn, cây này sứ màu hồng. Đây màu hồng màu đỏ dương nha. Bông cánh kép hết nha bà con, bông rất là to. Chiều cao 37, tán rộng là 38 nha. Vành này em đo là 50. Đây, hàng này về trong vòng 2 tuần chứ lại thôi rồi nó sẽ nở bông. Bông rất là nhiều. Rồi giá cũng 250.000 thôi nha. Đây cũ rất là có duyên nha. Rồi đến với mã là 19-20. 19G và 20G là một cặp siro. 20G nha. Một cặp siro hình chậu, cây ương hộp nha. Sống từ nhỏ tới lớn luôn bà con yên tâm sức sống đó nha. Cây hình chậu thì nó không bị chết bất tử nha bà con yên tâm. Đây siro. Hàng này về mình trồng giá năm nay là sẽ có trái nha, bảo đảm cho bà con mình luôn. Chiều cao 45. Đây, tán rộng ngang của nó khoảng 40 đi, em đo hạ một cái thôi. Còn cái thân cũ của nó đây bà con xem nha, bằng cái vô cái của em nha, nó gơ một củ. Đây về bà con mình cắt để chỉnh sửa vô dây rất là đẹp. Đây. Rồi 19-20 này, cái này giao lưu bà con một cặp 400.000, một cây thì 200.000 nha. Đây một cây em cũng dẫn xuất cho bà con mình luôn nha. Một cây thì 200.000. Rồi, đến mã thứ 21 nha, là một cây mai Thái nha. Đây cây này cũng đang cho hết 10 gần hết một đậu bông mình. Nhưng mà nó có cái nó ra bông quanh năm. Đây bông chùm không nha bà con, bông rất là đẹp nha. Chiều cao này của nó nha 125. Tán rộng là 62. Đây. Cái này bà con mình về có thể vô dây mình chơi bonsai đẹp rất đẹp nha. Người ta cũng hơi sửa bonsai. Rồi đặc biệt của nó là bông ra quanh năm cho mình lô chơi luôn. Rồi hoành thân này của nó nha là 8-7 luôn, đây chiều hao cho bà con luôn. Cái hàng thân chậu nha. Đây giá là 500.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đến cái mã là 22G là cây hồng phụng nha. Đây hồng phụng gặm cho luôn cũng khá nhiều và còn có vài cây nữa thôi. Mới về vài cây nữa nha bà con. Cái này bông của nó giống như đường phụng nha, rất là đẹp, bông ra quanh năm. Bà con mình trồng ngoài nắng là cây rất là tốt. Chiều cao của nó là 95. Tán rộng này của nó 85 nha. Đây mình thân này em đo nha, mình thân này em đo là 7 đi. Mình 7. Đây một cốt hàng từng chậu nha bà con. Đây mã số 22 cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay nha. Có giá là 500.000 đồng bao phí toàn quốc luôn. Đây còn rất đẹp nha bà con. Clip mình xin kính chào bà con và hẹn bà con lại clip sau. Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh Bonsai Lệ Nguyên nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.